Trình xin mời toàn thể quý vị chúng ta cùng thưởng thức tiết mục giao lưu đến từ câu lạc bộ dân vũ thôn Ngọc Tỉnh dựa trên nền nhạc bài hát Chiều Lên Bản Thượng. Một tràng pháo tay thật lớn, thật giòn giã để chào đón các vũ công xinh đẹp đến từ câu lạc bộ dân vũ thôn Ngọc Tỉnh.